ơi mẹ, mẹ bảo này. Sao? Hôm qua con chưa học bài cũ. Tí nữa lên lớp mẹ đừng kiểm tra con nhá, kiểm tra các bạn đi. Lại rồi đấy. Tí nữa vào lớp mẹ kiểm tra con đầu tiên. Mẹ! Lên lớp đi. Đừng kiểm tra con mà. Con chào cả lớp. Chúng em chào cô ạ. Các em ơi, ở tiết học ngày hôm nay thì cô trò chúng ta sẽ cùng sáng tạo nhá. Chúng ta sẽ làm tranh từ hạt cúc này và cả hạt bông nữa. Đây, chúng ta có hạt bông và hạt cúc luôn. Thế bây giờ, bạn nào sẽ lên chọn tranh trước nào? Cô ơi em ạ. Cô ơi, con ơi Hương ạ. Mẹ chả bao giờ cho mình lên trước. Bạn Hùng lên, bạn chọn hết cái đẹp rồi đâu. Rồi, Hùng phải chọn hình đi em. Dạ, thưa cô. Chọn hình nào? Chọn con bọ này ạ. Ok, con bọ này đúng không? Vâng, cái này, cái bạn voi này nữa. Voi à, thì em lấy bạn voi đi. Dạ. Nhớ làm thật là đẹp nha, một xíu nữa cô sẽ chấm điểm này. Vâng ạ. Thế em trang trí bằng cúc hay là bằng bông nào? Dạ, em trang trí bằng cúc luôn đi cô ạ. Rồi, thế em về chỗ đi. Hằng ơi, lên lấy bài này em. Vâng ạ. Nhìn này, được có cái hai hình đẹp chưa? Đấy, trời ơi, hai hình dễ ợt. Dễ ợt. Mấy hình trên kia đẹp hơn, tớ lên tớ chọn cho mà xem. Hình này đẹp hơn hình trên kia nhiều. Để xem. Ok. Hằng. Dạ. Em lấy hình này và hình này cho cô nào. Mẹ ơi, hai hình này khó. Lấy hai hình này đi mẹ. Nào, dặn lên lớp là như nào? Phải gọi là cô. Cô. Em lấy hai hình này và làm bóng bông nhá. Cô. Nhanh lấy bài về chỗ nào. Thì có muốn bị điểm không không? Không về. Lúc nào cũng phần khó luôn. Nào các em, trật tự nào. Cố gắng làm bài thật là tốt nhá. Rồi tí nữa cô sẽ chấm điểm luôn. Lèo lèo lèo, không được chọn nha. Chán, lúc nào hai cái hình kia dễ hơn thì chả chọn. Hai cái hình này á, nhiều chi tiết như thế này á, còn lâu mới xong nha. Đây này, hình này còn nhiều hơn đây này. Đã thế lại còn làm bằng bông nữa chứ. Lầu ơi là chúc lầu. Chúc mừng bạn nha. Nào các em, trật tự đi nào, làm bài đi. Wow, mình có ba chiếc bút đẹp thế. Nhưng mà không biết ghi tên bằng bút nào bây giờ nhỉ. À, mình có bức tranh con bọ, mình sẽ viết bút vào con bọ đi. Đấy. Cùng ở đây. Đó. Còn bên này con voi à? Con voi cho cái ô đi. Đây. Cùng vào đây. Xong. Ôi, bạn Hằng ơi, bạn Hằng. Làm gì đây? Tớ đang làm. Ghi tên chưa? Đây rồi, ghi tên chưa? Tớ ghi tên rồi đây này, không nghỉ tí nhầm đấy. Tớ chưa. Ê, cho tớ mượn bút với. Mượn bút bút bạn đâu mà bạn không mang đi? Quên bút. Hộp bút trong kia đây. Đây, hộp bút cho đẹp thôi. Có cái nào đâu. Ui giời, đi học không mang bút, không mang thước gì cả. Nào, cho tớ mượn cái. Không, không, không. Mượn. Bút này độc quyền của tớ không cho mượn. Mẹ mình nhiều bút đấy. Mẹ ơi. Mẹ. Em Hằng có chuyện gì đấy? Mẹ cho con mượn cái bút. Bút thôi. Cho con mượn cái bút. Đấy. Dụng cụ học tập trước khi đi mẹ đã dặn là chuẩn bị đầy đủ rồi cơ mà. Rồi nhá, tối hôm qua nhá, đi ngủ sớm còn quên cả đánh răng nhá. Mẹ. Vệ sinh cá nhân thôi cũng không đầy đủ nữa. Sao lại nói chuyện đấy ở đây? Này bút này. Mẹ không có bút đẹp hơn à? Làm gì còn cái nào nữa, đây con lấy cái nào thì lấy. Tập trung làm bài đi. Ôi, ở nhà không đánh răng mà đi ngủ ngay. Ôi, cơ mà đầy sâu. Dạy tớ quen có mỗi một hôm thôi. Quên á, tí nữa tớ sẽ lên hỏi cô giáo xem ở nhà bạn có những tật xấu gì. Tớ à. Này á, một ngày đánh răng một lần á, là đủ rồi. Rồi nè, cơ mà đầy con sâu nó bỏ rọc, đầy răng luôn đi. Thôi làm đi, không tớ mách cô bây giờ ấy. Ok. Hai bức tranh này, mình sẽ làm bức tranh rừng hoa trước đi. Còn làm bằng bông, lâu ơi là lâu luôn. Đáng yêu thế nhỉ. Mình làm con bọ hay là con voi trước nhỉ?
Chị làm con voi trước đi, voi sẽ đẹp hơn. Ôi giời ơi, thôi ông Hùng ơi. Sao? Lại còn bày đặt lấy nhíp gấp nữa. Đây đây đây. Đúng không? Cả lên. Đây. Xong tay rồi. Cho nhanh, nhìn tớ đây này, xong một bức rồi đây nè. Ui, đã xong một bức rồi á. Anh nhìn của tớ đây. Nhìn nó chả chẳng nổi bật tí nào cả. Trời ơi, đấy đấy chưa? Cứ tưởng là được chọn thế nào, quá ra còn xấu hơn của tớ. Nào các em, sao ồn ào thế? Có chuyện gì à? Ôi cô nhìn bức tranh của em này. Ôi ơi, tranh bằng cúc mà chả đẹp bằng tranh của bạn Hằng đâu. Hồi nãy cô cho em chọn còn gì? Em bảo là em chọn bằng cúc còn gì. Cô cho em đổi làm bằng bông nhá cô. Được rồi, thế em lấy bông để đính cũng được. Ê ơi, tưởng thế nào cũng phải bắt chước tớ thôi. Cái này nó hơi mờ thôi. Hơi mờ gì, cũng mà xấu ý. Xấu không, xấu. Đây nè, đấy, để đây, làm chung với nhau. Ok. Xong rồi. Nắng lên nhìn đây này. Đó. Ôi, ra kìa, ra kìa. Chưa khô keo thôi. Đấy, xong rồi đây này. Làm sao à? Bạn đẹp bằng của tớ được. Ôi, của tớ đẹp hơn chứ. Thôi đi. Cô ơi, chúng em xong một bước rồi cô ạ. Các em làm xong một bước rồi à? Thế bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giữa giờ nhá. Nghỉ 10 phút. Yeah. Nghỉ giải lao. Bạn Thắng ơi, nhìn đây này, được có cái này này. Wow, hay cả. Hơi ngon đây. Cho tớ ơi. Eo, xem nào, trong này có những cái thạch gì nào. Ôi, quá là nhiều thạch luôn. Hao ăn. Wow, ngon thế nhỉ. Hùng ơi, Hùng ơi, cho tớ ăn rồi. Gì đây? Wow. Để đây, để im của tớ mà. Hùng ơi. Từ từ cái hộp đi. Cho tớ ăn với. Từ từ đã. Ui, nhìn này, mùi thơm không? Thơm. Ôi, quá là thơm luôn. Nào nào thơm nào, em. Để đây đã. Tớ phải cho hết vào đây. Từ từ. Thạch gì lạ thế? Đưa đây cho tớ. Đấy. Đây, còn cái nào thì bạn ăn nốt đi. Còn cái nào nữa đâu? Đây, để tớ ăn một cái cho mà xem. Xem nào. Ui, nước kìa, hút nước đi. Ngon thế nhỉ. Bạn ăn không? Thôi đi, ăn bẩn đi. Thôi là bẩn luôn. Đây, tớ cho bạn này. Ăn cái trong này này. Không, không, tớ không cho bạn đâu. Nhiều thế phải chia sẻ chứ. Không. Mẹ tớ bảo là suốt ngày phải chia sẻ thôi. Thế hôm trước bạn có cho tớ ăn không? Hôm trước tại vì tớ được ít thôi. Ít thì cũng mấy bốc như thế này còn gì nữa. Hôm nay tớ chỉ có mỗi một hộp này thôi. Cứ tớ mà có nhiều hộp thì tớ cũng cho bạn rồi. Tận một hộp luôn. Ừ thì một hộp. Tớ không cho. Cái này là của tớ. Bao giờ tớ có nhiều hộp thì tớ sẽ cho bạn hẳn một hộp luôn. Tớ vào tớ mách mẹ tớ. Bạn vào mà mách. Cho một cái đi. Không, một cái. Tớ muốn cho một hộp cơ chứ một cái tớ không cho. Không ăn một hộp, tớ ăn một cái thôi cũng được. Một cái cũng không cho. Tớ bảo tớ mách mẹ tớ thật luôn. Đi mà mách. Ừ, mách mẹ à cơ. Ăn cái thạch nữa cho ngon nhờ. Đó, ngon như thế này cơ mà. Mẹ ơi, mẹ con bảo này. Ui, đúng là mách cô giáo thật. Có mẹ làm giáo viên cái gì cũng mách. Mách thì làm được gì nữa. Mẹ ơi, mẹ con bảo này. Vâng, thế chào cô nhá. Bạn Hùng á, mẹ. Nào, mẹ đã dặn như thế nào rồi? Lên lớp thì phải gọi là cô cơ mà, đang ở trường như thế này. Có ai đâu mẹ, đang ra chơi mà. Có mẹ chuyện ơi, gì? Bạn Hùng á, có một hộp thạch như thế này. Con xin không cho cái nào cả. Thì bạn không cho thì thôi. Mà mẹ đã dặn rồi cơ mà. Ăn đồ ăn vặt ít thôi. Nhưng mà đấy là thạch mẹ ơi. Con nói quá. Nào, vất vả thế này á. Mẹ có mang gì trong cặp không? Mẹ làm gì mang cái gì? Rồi á, tí nữa về nhà ăn cơm rồi còn gì nữa? Thôi. Nào, không nghe lời đúng không? Lúc nào mẹ cũng quản con. Mẹ là cô giáo thì mẹ phải che chở cho con. Phải thiên vị con một tí chứ. Đối với mẹ á, dù là con của mẹ nhưng mà trong lớp bạn nào cũng giống nhau hết. Bạn không cho ăn thạch cùng thì ra bên kia kìa, chơi nhảy dây đá cầu với mấy bạn kia kìa. Nhưng mà con đói. Nào, đói cái gì? Sáng nay đã ăn sáng rồi hay là lại không ăn sáng đấy hả? Nhưng mà học nhiều như thế mấy tiết rồi, con cũng
Rồi, đi ra chơi với bạn đi, một tí nữa về nhà rồi ăn cơm sau. Mẹ vào, mẹ bắt bạn Hùng cho con mấy cái đi. Nào, mẹ không làm như thế được. Đồ ăn của bạn mà bạn lại ăn giờ ra chơi, làm sao mà mẹ phạt bạn được? Thôi, bây giờ con ra kia chơi đi. Mẹ ơi, con bảo này, hay là mẹ vào đấy, mẹ bắt bạn Hùng nộp hết cả cái hộp thạch đấy luôn. Xong rồi mẹ mang về nhà, mẹ cho con. Hằng, như thế là con ích kỷ rồi đấy nhá. Thế bạn ấy mang đồ ăn đến lớp, mẹ phải thu còn gì nữa. Đồ ăn bạn mang đến lớp, nhưng mà đấy là đồ của bạn. Với cả bạn ăn đúng giờ, giờ ra chơi cơ mà. Đâu phải ăn trong giờ của mẹ đâu mà mẹ thu. Mà mẹ có thu mẹ cũng không cho con ăn đâu nhá. Đồ ăn của bạn cơ mà. Ra bên kia chơi với mấy bạn đi. Đói cái gì, ở nhà đã ăn sáng rồi cơ mà. Lại giả vờ giả vịt đấy. Không nói chuyện với mẹ nữa. Thôi cứ cậy có mẹ ở trường là cái gì cũng mách đấy. Nào các em ơi, vào lớp rồi. Làm nốt bài đi, rồi mang lên đây để cô chấm điểm nào. Vâng ạ. Vâng ạ. Không được ăn thách buồn đấy nhở. Tớ không cho bạn mượn cái này nữa. Có mượn thôi. Tớ làm cái cúp. Em ơi, chúng ta xong chưa nhở? Hết giờ rồi, mang lên đây để cô chấm điểm nào. Chúng em xong rồi ạ. Mẹ ơi. Cô em nộp bài ạ. Từ đây. Đấy, Hằng cũng khéo tay đấy nha. Con mẹ mà. Rồi về chỗ đi. Tiếp theo là Hùng nào. Cô ơi, bài em đây ạ. Các em chú ý lên đây, xem cô nhận xét nào. Đây là bài của Hằng đúng không? Bánh sinh nhật này. Rồi đây cả rừng hoa nữa. Nhưng mà cô nhận ra một điều, đó là cái hình bánh sinh nhật này thì em dán rất là ít keo, nên là những cái chiếc bông này đã bị rơi hết rồi. Còn bài của Hùng nào. Hùng đây là chú voi nè. Cũng đẹp đó. Rồi đây là bọ rùa đúng không? Cô nhận ra rằng bạn Hùng cũng rất là khéo tay, nên cô sẽ chấm cho Hùng mỗi bài là 9 điểm. Còn bạn Hằng thì bài bánh sinh nhật chỉ được 8 và bài rừng cây này được 9,5 điểm. Yeah! Bạn được cô Thiên Thị nhá, được 9,5 điểm mới tới được có 9 điểm. Tớ được có 8 điểm cơ cơ. Bài đẹp như thế á, một bài phải được 9 điểm ý. Một bài chả được 9,5 điểm còn gì nữa. Đấy là mẹ của tớ mà. Đúng là có mẹ làm giáo viên có khác. Ai bảo mẹ bạn không làm giáo viên đi. Thôi được rồi các em, cô đã công bố điểm xong rồi nhá. Bây giờ chúng ta dọn dẹp đi để chuẩn bị vào tiết học mới nào. Vâng ạ.